đây, tao thấy cái gì đó. Có cái gì gần lắm. Tiếp tục đẩy nó lại.
supplies in your job zone. Tao thấy cái đập gãy. Thank you.
tôi tìm thấy mày, thằng chó. Mình sẽ làm mày đau khổ. Tra cho hành động. Có cái gì dùng lắm. Yeah.
tục bắn.